Nam Rông là một trong những huyện nghèo của cả nước. Từ năm 2009 đến nay, hưởng lợi từ chương trình 30A về xóa nghèo nhanh và bền vững, huyện Nam Rông đã được đầu tư vốn để thực hiện chương trình giảm nghèo. Nhờ vậy mà đến nay bộ mặt của vùng đất khó nghèo đã có nhiều đổi khác. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại xã Roman, mời quý vị cùng theo dõi. Những con đường bê tông chạy dài, những rẫy cà phê xanh mướt đang kỳ trổ hoa, những ngôi nhà mọc lên san sát, điện lưới quốc gia được kéo về tận thôn bản. Khó có thể hình dung được, cứ 10 năm trước, nơi đây chỉ là vùng đất hoang vu. Di cư vào huyện Nam Rông, tỉnh Lâm Đồng sinh sống từ năm 2004. Anh Giàng Seo Xìn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mặc dù được hỗ trợ làm nhà ở và cấp đất sản xuất theo chương trình ổn định dân di cư tự do, nhưng do không có vốn đầu tư và chưa am hiểu về việc trồng, chăm sóc cây cà phê, nên kinh tế của gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn. Những năm gần đây, hưởng lợi từ chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của địa phương, gia đình anh Giàng Seo Xìn được hỗ trợ phân bón để sản xuất. Nhờ vậy, diện tích cà phê của gia đình anh ngày càng phát triển tốt, cho năng suất gần 5 tấn trên 1 hecta. Con đường thoát nghèo của anh Xìn đã được rút ngắn hơn, bền vững hơn, khi tự vươn lên bằng chính khả năng của mình dưới sự giúp đỡ của nhà nước. Anh cũng đang coi như là chuẩn bị ghép, năm ngoái cũng ghép ít rồi, đang tính là năm nay cũng ghép cho hết vườn cà phê già. Gia đình thì vẫn phải nói là rất là khó khăn, phải hết sức quyết tâm đi. Quyết tâm là phải có tới, nhưng mà cái khó khăn thì cái gì cũng phải gặp cái khó khăn, và vợ chồng cũng phải cố gắng vượt qua. Dù khó khăn kiểu nào thì cố gắng quyết tâm, thì đến giờ coi như là vẫn vượt qua nhiều cái khó khăn rồi. Không chỉ hỗ trợ cây trồng vật nuôi có hiệu quả, thực hiện đề án 30A về giảm nghèo nhanh và bền vững, xã Roman, huyện Nam Rông còn nắm bắt tình hình kinh tế xã hội từng địa phương, tập trung phân loại hộ nghèo, tìm hiểu nhu cầu trong sản xuất của các hộ để có hình thức hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả. Đến nay, 100% hộ nghèo tại địa phương đã được thụ hưởng các chương trình hỗ trợ từ đề án 30A. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng một năm. Tư tưởng trông chờ, ý lại đã từng bước bị loại bỏ. Nhiều hộ đã vươn lên xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, có nguồn thu nhập ổn định, có phần chung vào công tác giảm nghèo tại địa phương. Trước đây gia đình tôi nói về hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ gọi là cho hỗ trợ như cây giống như là cây sầu riêng, như là chuối. Mà kể từ đó gia đình tôi mà có được hai cái mô hình chương trình đấy, và gia đình tôi nó có cái thu nhập là cái lợi nhuận và lợi thế hơn là so với các mọi năm khác. Gia đình là sẽ cố gắng và tìm hiểu học hỏi là các mà cấp trên hay là bên người kinh để tìm hiểu học hỏi về cách trồng cà phê, rồi là các mô hình kỹ thuật là chăm sóc cái gì để gia đình ngày càng là vươn lên ấm no hạnh phúc. Đặc thù của địa phương thì bà con đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng chiếm trên 70%, thì đời sống kinh tế còn khó khăn. Nhưng mà qua các cái chương trình hỗ trợ giảm nghèo của nhà nước cũng như sự sát sao theo dõi rồi đánh giá hỗ trợ về mặt kỹ thuật của địa phương, thì cái kinh tế hộ gia đình của từng bà con nhận các cái chương trình hỗ trợ thì cũng đã có nâng được mức sống, đảm bảo là cuộc sống rồi cho con cái ăn học trường lớp đầy đủ. Diện mạo nông thôn, đời sống kinh tế xã hội xã Roman, huyện Nam Rông đang từng bước đổi thay, khẳng định hiệu quả các chương trình dự án đầu tư của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chương trình 30A về giảm nghèo nhanh và bền vững. Những kết quả đã đạt được trong những năm qua cũng chính là tiền đề để chính quyền và nhân dân các dân tộc địa phương chung sức, chung lòng, vương Roman ngày càng phát triển. Theo khuyến cáo của ngành chức năng và kinh nghiệm của các nông hộ chia sẻ, thì để tìm mua được những loại vật tư nông nghiệp đảm bảo uy tín chất lượng, thì nông dân cần đọc kỹ các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm công bố, để ý đến nguồn gốc xuất xứ,